Đang làm lễ trên sân khấu, cô dâu chú rể bất ngờ khi nhận được món quà từ mối ruột. Theo đó, trong khi cô dâu và chú rể đang tiến hành nghi thức trao quà cưới trên sân khấu, không ai ngờ rằng một phần quà đặc biệt lại đến từ một mối ruột của cô dâu, được chị MC long trọng giới thiệu. Ngay sau đó, anh shipper xuất hiện, bước lên sân khấu giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách hai bên. Bay ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Ủa, sau đây sẽ là phần shipper giao đồ cho cô dâu. Xin mời anh shipper. Cho ông lên hình luôn. Giao đồ gì vậy shipper ơi? Giao gì anh? Đọc cho nghe coi. Tức giật à. Đang chụp hình tắt kìa. Gỡ khẩu trang nha. Không chỉ giao hàng như thường lệ, anh shipper còn được mời chụp hẳn vài tấm kỷ niệm cùng cô dâu chú rể. Biến màn giao hàng thành một khoảnh khắc đáng nhớ, khiến cho tất cả quan khách hai bên và cư dân mạng được phen cười đau cả ruột. Bên dưới không ít các bình luận dí dỏm được dân tình để lại như: khi không đi ship độ cái được tấm ảnh cưới chung với cô dâu chú rể. Anh shipper ruột kiểu: đã hé, nay đẹp giữa thần hé, có người rước rồi hé. Giao hàng mà tôi coi tưởng đâu ổng tặng quà cưới cho bà không luôn á. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.